trong đề của chúng ta. Sau khi mà chúng ta đã read form rồi thì chúng ta sẽ viết một cái phương thức, một cái hàm để fill to table, xem là trong cái danh sách của chúng ta có những gì thì chúng ta fill vào cái table của chúng ta. Để mà có được cái fill to table thì bản thân mình phải có table cái đã. Đó, phải có table trước. Vậy để có được table thì trong cái phần khởi tạo chúng ta sẽ tạo trước ở đây cho chúng ta một cái default table mode. Như vậy trong cái phần default này, default table mode, default table mode, mình chỉ tạo ở đây thôi. Rồi phía dưới hàm khởi tạo này mình nên để cái model này sẽ bằng tbl.getModel, mình khởi tạo lên. Và chỗ này thì nó bị lỗi do cái kiểu nó hơi khác, tại cái getModel này nó trả về cái kiểu là table mode, còn cái này là default table mode, cho nên nó yêu cầu mình ép kiểu qua, ép kiểu qua được chưa, ép kiểu qua thì nó sẽ hết lỗi. Đó là mình nãy, rồi bây giờ mình làm cái fill. Vậy để fill được cái table này thì muốn lấy dữ liệu từ array đẩy sang table thì trước tiên array phải có dữ liệu đã. Vậy mình kiểm tra nếu cái danh sách này chấm size mã lớn hơn 0 thì mình bắt đầu for user us 2 chấm trong cái danh sách user. Và nhiệm vụ của mình danh sách user chấm us, nếu như có thì fill lên. Và chỗ này khi mà các bạn fill như vậy là hoàn toàn đúng rồi, nhưng giả sử cái chỗ này là mình phải fill lên table chứ, bậy rồi, mình đọc user ra và mình fill nó lên table. Như vậy ở chỗ này trong cái table của thầy có thêm một cái nữa là số thứ tự, cho nên ở trong này thầy sẽ đưa vô đây một cái biến in số thứ tự bằng 1 chấm phẩy, số thứ tự bằng 1 chấm phẩy, bằng 0 đi. Tại sao bằng 1, tại sao bằng 0? Các bạn thấy chú ý nè, mình sẽ có một cái data là một cái object của mình là data row sẽ được khởi tạo bằng cái số thứ tự cộng số thứ tự phẩy us chấm username phẩy us chấm bus phẩy us chấm role. Đó, tại sao mình để ở trên này thứ tự bằng 0? Thì chỗ này thầy để là cộng cộng số thứ tự. Còn nếu mà user chỗ này bằng 1 thì mình để là thứ tự cộng cộng. Tùy các bạn nhé. Thứ tự cộng cộng, tức là mình không cần đến một cái đoạn cộng nữa. Tức là sau khi làm xong nó cộng luôn, nhanh hơn. Rồi còn gì nữa không? Fill to table, tí nữa các bạn sẽ thấy có vấn đề. Cái nút add user, như vậy mình mới viết hàm thôi chứ mình chưa có cái sự kiện cho cái nút add user. Cái nút này nè mình chưa làm,
double click vô cái nút này, double click vô đây, thì chúng ta sẽ có cái hàm cho cái nút add user. Vậy trong này của mình sẽ làm gì? Mình sẽ đọc form add user, mình gọi cái add user, sau đó mình fill table, mình gọi add user thôi, còn cái read form nó ở đây rồi, mình gọi add user, sau đó mình fill table, add user, sau đó mình fill table. Chạy thử nha. User A, password A, thêm vào. Lý do. Thiếu một dòng. Thiếu một dòng. Thiếu một dòng. Model.addBrow. Thiếu một dòng. Rồi, vấn đề của chúng ta ở đây là gì? Bị gì? Không phải được. Set row về không. Bởi vì bản thân khi mà cái table này nó chạy lên là bản thân nó đã có những dòng trống sẵn rồi. Mình sẽ set cho nó bằng không trước. Như vậy chỗ này, ngay chỗ fill này nè, chúng ta sẽ set row count bằng 0. Set ngay từ đầu. Set ngay từ đầu. Thì nó sẽ về 0. Bây giờ mình thử cái số thứ tự này coi nó có tăng không nha. A 1, B 2, ha, C 3. Số thứ tự nó sẽ tăng. Chỗ này mình đổi lại D thêm vào. Rồi D chưa lấy được admin. Vậy mình kiểm lại ở cái chỗ là add. Add vô, coi thử là tại sao chỗ cái toán tử 3 ngôi của mình nó chưa lấy được admin. Chính xác, chưa bỏ group, cho nên khi chúng ta chọn nó không ảnh hưởng. Vậy chỗ này chúng ta sẽ bỏ cái button group vô, button group, và chúng ta sẽ đặt button group cho nó là btn group row. Một user, hai admin, đổi thành row. Rồi a admin đã đổi thành admin. Như vậy chúng ta đã thêm được một đối tượng vào trong table theo yêu cầu của đề là fill to table. Chúng ta đã viết xong cái hàm này.